Đây là con chúa nè. Con biết làm môn mớ. Con chúa là cả một con ông chúa. Đây là con nhỏ vậy à? Con này nè. Con nhỏ vậy. Đây đó. Một cánh. Một tổ là chỉ có một con chúa. Con này thì con nào vậy chị? Con này là con chúa. Nó lạ ha. Đúng rồi, nó khác hẳn. Con nó bự hơn người ta mà nó dài hơn. Đây chụp cho này cắm nè. Chụp nó tấm im. Chụp nó cầm nãy giờ đút gần chết à. Cái cánh nó khác. Giống con giống con. Một tổ chỉ có một con thôi. Nó không có sọc nhiều nữa ha. Chị bây giờ chị biết liền. Hút vô phà nó không.